Các bạn thân mến, vào những dịp cuối năm thì có lẽ đám cưới là một trong những hoạt động được diễn ra nhiều nhất. Và ngày hôm nay thì Trao đang có mặt tại xã Kim Cúc thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Và đúng như lời hứa thì mình đã quay trở lại đây và tới dự đám cưới của em Ngọc, một cô gái người Tày 18 tuổi rất là xinh xắn. Đám cưới ngày hôm nay cũng là một đám cưới đặc biệt khi mà cô dâu sẽ không đi làm dâu mà sẽ mang chú rể về gia đình mình để ở cùng gia đình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tới nhà của Ngọc để cùng tìm hiểu một chút về đám cưới người Tày. Thật ra là cha cũng đi nhiều đám cưới rồi nhưng mà chủ yếu là đám cưới người Mông thôi. Và đám cưới người Tày thì có lẽ đây là đám cưới đầu tiên. Và cái điều mình cũng rất là quan tâm đó là những món ăn, phong cách ẩm thực cũng như là những lễ nghĩa để có thể mang được cô dâu chú rể về gia đình. Trước tiên thì chúng ta đã thấy một chiếc cổng hoa rất là xinh xắn như này đó, được trang trí đèn nhấp nháy. Em chào anh ạ. Chào anh. Dạ. Trên nhà mọi người đang nấu cỗ rồi đúng không anh? Dạ vâng. Chúng ta sẽ cùng lên nhà tìm hiểu một chút nhé. Sao có một cô gái trốn ở trong này này? Đây phải em gái của Ngọc không? Dạ phải ạ. Em à thế à? Em tên là gì? Em tên là Loan. Loan là học lớp mấy rồi? Em lớp 10. Lớp 10 à? Ok. Đây em. Ok. Đấy, em gái của Ngọc cũng rất là xinh xắn này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên nhà tìm hiểu một chút. Thời tiết ngày hôm nay thì chỉ khoảng 5 độ C thôi các bạn ạ. Nhưng mà cũng may mắn là nó không mưa nên là mọi hoạt động nó cũng diễn ra dễ dàng. Nhà của Ngọc thì là một ngôi nhà sàn truyền thống và cũng khá là lâu đời rồi. Đó. Thì ở đây chào đã thấy mọi người chuẩn bị bếp núc rồi. Chào bà. Em chào bà, chào chị ạ. Dạ. 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 Chị đang làm gì đấy chị? Hơ là chuối để à gói cơm xôi ạ. À? Chắc là trên bếp này nồi cơm xôi nhỉ? Dạ vâng. Đấy. Đám cưới thì kiểu gì phải có xôi rồi, xôi nếp. Bên ngoài này thì là nơi mà mọi người sẽ nấu nướng. Đấy. Khu bếp thì nó ở ngoài này, chào chú ạ. Dạ. À, mọi người đang nấu nướng đúng không ạ? Đó. Rất nhiều những vâng ạ. Rất nhiều những món ăn ngon đang được mọi người chuẩn bị. Ở đây thì em chào mọi người ạ. Dạ. Ở đây thì mình ấn tượng nhất là cái xiên thịt nướng này này. Em xem một chút nhá. Cái xiên thịt nướng này siêu dài luôn các bạn. Cái này nó phải cỡ 1 mét đấy anh nhỉ. Đấy, một cái xiên thịt nướng mét 2 ạ. Mét 2 quá dài luôn. Một cái xiên thịt nướng rồi mọi người ướp rất là thơm. Đấy. Ui ôi, cầm cái này cỡ phải 2-3 cân mất một xiên này. Đó. Tí nướng lên thì thơm lắm anh nhỉ. Đấy, nướng lên là thơm lắm. Thơm lắm. Đấy. Bên này còn rất là nhiều gà này, đều là những chú gà quê rất là ngon. Da vàng óng luôn. Nhìn đã thấy hấp dẫn rồi. Còn rất nhiều những món ăn khác nữa mọi người đang chuẩn bị. Tôi thấy một món cũng khá là đặc biệt, khá là hấp dẫn. Đó là món thịt, đây chắc là phải gọi là thịt nướng, thịt quay. Mọi người sẽ buộc vào những cái ống tre to như này. Đấy là gọi là thịt nướng hay thịt quay à anh? Pít xíu à? Pít xíu à? Thịt quay hay nướng anh, chính xác là quay hay nướng? À, đấy mọi người cuốn vào một cái ống tre này trông rất là hấp dẫn. Còn bên này thì các cô đang đun cỡ khoảng 5-6 cái nồi, trong nồi xôi, nồi canh gì đó. Anh đang nấu món gì đây? Nướng thịt đây đúng không? Dạ. Đây, chỗ này chính là cái lò mọi người nướng thịt. Một cái lò rất là rực lửa luôn, đứng ở đây cực kỳ ấm các bạn ạ. Và tất nhiên rồi, mình rất là ấn tượng với những cái xiên thịt dài 1m2 này. Đấy. Nói chung là phong cách ẩm thực của đồng bào người Tày thì Trao nghĩ rằng là sẽ rất là độc đáo, sẽ rất là lạ và nhiều những món ăn mà mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Hôm nay là có bao nhiêu mâm hả cô? Hôm nay bao nhiêu mâm cô ạ? 60 ạ? 60 là cũng hoành tráng. À, chỗ này là rất nhiều cơm xôi luôn.
Thì ở trong nhà thì các cô đang chuẩn bị cơm xôi. Cơm xôi đây thì có cái màu khá là đặc biệt, nhưng mà mọi người trộn chung với vừng đúng không ạ chị? Vâng. Đây, mọi người sẽ trộn chung với vừng đen nữa. Đó. Vừng đen trộn chung với cơm xôi thì nó sẽ thơm hơn nữa. Tiếp theo sẽ là món sườn xào đúng không anh? Vâng. Đây thì anh đã ướp giềng khô này, có một chút rượu đúng không anh? Vâng. Rượu này, tương ớt này, còn gì nữa anh? Bột điều nữa. Đúng là thịt lợn đen nhỉ, nhìn cái thịt nó đỏ au ấy. Đỏ. Ừ, trông hấp dẫn, ngon hơn lợn bình thường rất nhiều. Đây rồi, đây chính là một bộ trang phục truyền thống của người Tày. Đó. Đây, em gái của Ngọc đang diện một bộ trang phục truyền thống. Màu sắc chủ đạo là màu đen, có điểm một chút màu xanh áo như áo 33 phía bên trong. Nó cũng khá là giống với áo dài truyền thống. Một chiếc khăn trên đầu nữa. Rất là xinh xắn. Cái mặc bộ này xong rồi vai trò là gì ạ cô? Hả? Tức là em ấy mặc bộ này với vai trò là gì ạ? Phù dâu hay là... Không, nếu mà các anh em mình là làm để mình phong tục tập quán. À là người trong gia đình sẽ mặc truyền thống để đón khách, tiếp khách đúng không? À. Có vẻ như cũng khá là nhiều phụ kiện. Đó. Tôi thấy cô còn có một chiếc vòng cổ khá là to, đấy, vòng bạc quá. Đấy. Một bộ truyền thống này có giá khoảng bao nhiêu tiền hả cô? Có giá thì cái này thì 500 thôi. 500? Ừ. À. Tổng ạ, tổng một bộ truyền thống. Tất cả tổng tất là tầm 1 triệu ấy. Tầm khoảng 1 triệu đồng cho một bộ trang phục truyền thống. Cả khăn, cả quần. Các ở đây thì các cô sẽ cuốn một cái khăn rất là dài như này quanh eo. Khăn rất là dài. Đó. Cái này phải những người có kinh nghiệm mới cuốn được, chứ mấy cô gái trẻ có vẻ là hơi lóng ngóng. Trẻ là không biết cuốn đâu. Đúng rồi, những cô trẻ không biết cuốn. Ừ. Và những người có nhiều kinh nghiệm phải mấy vòng ấy. Còn đây là một bộ hoàn chỉnh, hoàn thiện. Em không có vòng cổ à? Không đeo mà đeo vào cho xinh nhá. Chuẩn bị đồ à. Đó. Ơi. Có lẽ đám cưới này, có lẽ đám cưới của nhà em Ngọc cũng là một trong những đám cưới mà
còn giữ lại được nhiều những cái nét truyền thống khi mà gia đình cũng không có bắt rạp cưới hay là làm sân khấu hay là loa đài quá tưng bừng, mà mọi thứ đang diễn ra một cách rất là yên bình thôi, nhẹ nhàng thôi. Và không khí thì cũng đang bắt đầu dần dần vui lên. Bây giờ đã khoảng hơn 10 giờ rồi, cha cũng đang rất là nóng lòng chờ cô dâu cũng như là đội nhà trai tới. Con đường mà ngày hôm nay cô dâu lựa chọn thì sẽ không phải là con đường nhỏ này, vì theo như chia sẻ của mọi người thì là khi mà tới đây thì sẽ có một đám tang nữa, nên là cô dâu sẽ phải đi tránh một con đường khác. Và hình như là tôi đã thấy những thành viên đầu tiên của đoàn thì phải. Đây rồi, trông rất giống một đoàn đám cưới rồi, đúng rồi. Ok. Đây rồi, ôi cô dâu đây rồi. đi, chúng ta đi xuống đi, chắc là đoạn nhà trai họ còn đi sau nữa, vì cái đường đi lại nó rất là khó. Trong tưởng tượng của mình sẽ là một đoàn đưa dâu rất là tưng bừng cơ, nhưng mà mới thấy cô dâu đi về nhà trước thôi. Có lẽ là vì Ngọc sẽ không đi làm dâu mà Ngọc sẽ đón về nhà mình, nên là cái cách tổ chức nó cũng sẽ khác bình thường một chút. Thế chú rể đâu hả Ngọc? Chú rể đâu? À chú rể đây hả? Thế mọi người đâu hết rồi? À mọi người đi sau à? À. Ồ hóa ra cô dâu chú rể đây à? Tí rồi không nhận ra chú rể. Mọi người đang đi sau à? Ừ, ok. Rồi, ôi rồi. Nào, xem có ai ra đón cô dâu không nhá. Rồi, hai vợ chồng là tự đèo nhau về luôn. chào chú rể nhá. Xin chào em. Ừ. Đi lên, anh lên nhà từ sáng rồi, lên đi. Đây rồi, phía sau có thêm những đoàn người rồi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem có những hoạt động gì diễn ra nhé, khi mà cô dâu về đến nhà. Đó. Phải dừng lại. Chưa được lên. Chưa được lên đúng không? Chờ một xíu nữa. Bây giờ cô dâu sẽ phải chờ thầy cúng đúng không? Thầy làm lễ mới được bước lên. Nãy hai vợ chồng phi lên hơi nhanh. Người đón dâu cũng chưa đến, chắc là rượu nhiều quá. Người đón dâu cũng chưa đến. Nói chung phải chờ đầy đủ đã. Bên nhà trai giữ uống rượu lâu quá, thế là vẫn chưa đến. Bên nhà trai. Cô dâu chú rể là lễ phải lên nhà. Vậy là cô dâu chú rể phải về nhà trước để kịp giờ, còn đoàn đưa đón là vẫn bị bên nhà trai giữ lại uống rượu. Chú về mồ. Thiện mà. Nghi lễ đầu tiên để cô dâu và chú rể có thể bước lên nhà thì chú thầy cúng sẽ phải khấn những bài khấn để báo cáo với tổ tiên, thổ địa và xin âm dương nữa thì dâu rể mới được phép lên nhà. Ngày này thời tiết rất là lạnh, thấy mọi người khá là co ro. Nhiệt độ đến gần trưa nó chỉ khoảng 5 độ thôi. Em không ra đón chị à?
Đứng nhìn đấy hả? Có phải ra đón không? À, chưa làm bao giờ không biết hả? Rồi, chính thức được đi vào nhà rồi. Tôi thấy là chú rể cũng đội phù rể này. Và phong cách là đội mũ cối. Đây, ở trong nhà thì đôi bên đã ngồi đầy đủ rồi. Con dâu sẽ được đi vào buồng ngủ. Ngọc cất rồi à? Cất chục, cất mùa rồi à? Nón và mũ cối của dâu rể thì sẽ được cất riêng. Bây giờ sẽ là những câu chuyện qua lại của đôi bên gia đình thôi. Phía ngoài này thì sẽ được cắt cử hai cô gái xinh đẹp để mời rượu khách lên nhà. Anh mà đi qua là em mời anh đi. Không, thế thôi anh đứng đây thôi. Anh có mong bước xuống dây thì anh không uống rượu, em không cho anh vào đấy. Nhưng mà thế nhưng mà ví dụ khách lên mình sẽ mời đúng không? Một chén xong rồi mình có uống với khách một chén không? Nếu có thì vẫn uống. 10 khách là mình phải uống cùng khách 10 chén. Chị. À đây. Hai chén, phải uống hai chén lượng các bạn ạ. Đây là hai trưởng ban tiếp rượu. Không ai má là 6 ly. Vật lượn lên để quay mà. Ồ, chị không uống à? Chị cũng đi qua đây mà. Dạ vâng. Hai cô này mà đến lúc ăn cơm mà say. Đấy có khách này, khách này. Đây, thương hiệu gái vùng cao các bạn nhé, uống rượu rất là tốt. Em là bao nhiêu chai thì say? Em ạ? Ừ. Cỡ một chai này. Một chai đấy. Một chai đấy là cũng tính là cao thủ rồi. Cao thủ gì? Thế là em là kiểu kém nhất ở quanh đây đấy à? Một chai đấy là kém nhất đấy à? Uống rượu kém nhất ở trong đây rồi. Một chai này còn tính là kém nhất đấy các bạn. Thế mà cao thủ thì bao nhiêu chai này? Này không thoát được rồi. Đi qua. Đây thì lại nhiều không? Ai cũng đi qua đây là uống một ly. Đấy, bảo rồi anh Hùng không qua ải mỹ nhân đâu, thoát làm sao được. Đây lại thêm một cao thủ nữa, chúng ta có ba cao thủ rượu. Ở đây thì các cô gái sẽ có nhiệm vụ tiếp rượu. Thường thì các anh hùng sẽ không qua được ải mỹ nhân nên là gia đình cắt cử những cô gái xinh xắn ra tiếp rượu đó. Một chén, hai chén. Rồi, ba chén. Cũng là hình thức thôi, cũng không, mọi người cũng không uống quá sâu. Không cần uống hết đâu đúng không? Có. À phải uống hết à? Phải uống hết đấy. Đau ấy. Nhìn đến Hoàng ơi, ớt bên ấy chẳng an toàn nghe. Tí nữa. Đúng.
đây là chị làm ba chén. Anh còn lán vậy thì bây giờ cứ miếng 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 thiệt đấy. Cắn thiệt không? Không bảo với người này về nó láo á, sót gì đâu. Miếng đấy. Anh ra đây thôi, cái chuẩn bị thái ạ. Cả cái bàn chỗ không? Nhà mới về, xuyên với chân để ngồi trên ngoài. Chai của em đâu? Không ra mời rượu à? Quên, lấy rượu ra đi. Chị ăn nó bốc phái. Nhỏ cái hẻm bách đến để các mà ta là những cơ chỉ nó thở ra thôi. Thêm này ví dụ nhà cô dâu mà nhiều cô gái nhận thì cứ xếp hàng hết à? Tức là ví dụ bây giờ có khoảng 10 cô thì 10 cô cầm chén này phải uống hết cả 10. Không, tí nữa tùy một số đi mời trong nhà thôi, đi vào mâm mời hai người mời ở ngoài này thôi. À. Một số. Em mời trong hội ăn trong mời hết được mà. Chị mời trong em với cả chị ăn ở đây thì tôi thấy là các cô gái có nhiệm vụ là mời rượu thôi, các cô cũng sẽ không bị ép uống ngược lại đó. Những cô khéo mồm nhất thì sẽ được giao nhiệm vụ hoa tiêu rượu. Đang mời anh mà. Không từ chối được rồi. Không được đâu. Đó. Rất khéo, không thể từ chối các bạn ạ. Phía bên ngoài này thì món ăn đã được bày biện rất là nhiều rồi, sắp xong rồi đúng không anh? 16 món ăn cho một mâm cỗ cưới. Ở đây thì món thịt quay đòn, món này mà mình rất là ấn tượng, bây giờ nó cũng đã chín rồi. Các bạn thấy là cái da bên ngoài nó đã giòn, nổ rộp lên rồi. Thơm đấy nhỉ? Thực sự rất là thơm. Nói chung là phong cách ẩm thực của đồng bào người Tày rất là ấn tượng. Món nào cũng đặc sắc và có hương vị riêng. 16 món ăn. Là mình chỉ chờ thôi, đến khi mà hoàn thiện lên mâm 16 món ăn thì lúc đấy chúng ta mới thấy được hết sự công phu cầu kỳ trong mâm cỗ cưới của người Tày. Kiếp nhìn anh làm ứa hết nước miếng à. Ừ. Lúc nóng này mới ngon anh nhỉ. Úi giời. Ừ. Lúc này mới là thơm ngon đặc biệt. Đây chính là những cái xiên thịt mà dài dài hơn 1 mét này các bạn này. Đó, bây giờ nó đã chín rồi. À, thực sự là nó rất là thơm đấy. Là tuốt ra anh, em cầm cho anh nhé. Nóng anh tuốt được không? Được. Anh định làm như nào? Đấy. Ông mà ăn hay mà. Thế bà ăn đâu biết nhá. Đấy. À tắt không mình nhăn lại gì đi. Quá tuyệt vời. Ông mà ăn nè. À đây đây, chậu chậu. Ủa cái này chưa được. Thơm lắm các bạn ạ. Rất là thơm. Nay mình sẽ ăn cỗ cả ngày à anh? Vâng, ăn cả ngày đấy. Ăn 3-4 giờ vẫn ăn à? Vâng, đến tối, ăn đến tối, ăn cả ngày. Ăn đến tối à? Vâng. Cứ khách đến là có mâm thôi đúng không? Vâng, khách đến là có mâm thôi. Thế vất vả nhất là đội bếp ấy nhỉ? Phục vụ cả ngày. Nhưng được cái bếp thì sẽ thường được ăn vụng các bạn ạ. Đến tối, tầm 8-9 giờ đấy. 8-9 giờ đội bếp mới được nghỉ. Vâng. Đội bếp này thường được ăn vụng. Mình giả vờ xuống làm tí để tí ăn vụng. Tôi đã thấy cái thịt quay rất là giòn này. Đấy. Ăn vụng một miếng nữa. Hóa ra không phải mỗi mình ăn vụng mà
rất nhiều người ăn vũ. Đội này phải đổ bê tông trước để tí uống rượu. Không ăn đi, ăn anh ăn thịt rồi. Không không ăn đi, ăn đi anh ăn thịt rồi. Ăn nhá. Không ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi còn đi tiếp rượu, ăn đi anh ăn vụng được rồi. Đội này đổ bê tông để tí uống rượu đúng không? Đúng rồi, không tí xót ruột không tiếp khách được, không loát dạ là tí say. Khách đông là mình không được ăn, tức là đội tiếp khách thì sẽ phải lấp đầy cái dạ dày trước. Mọi người đổ bê tông dày quá, đổ mỏng mỏng thôi, đổ dày quá. Đổ dày quá, à, ăn đi, đổ dày quá, đổ mỏng thôi. Tiếp. Đây là cô em gái của Ngọc, năm nay mới học lớp 10. Đấy, anh nào muốn là làm rể nghề tày thì dấm dần đi là vừa. Rất là xinh xắn. Ồ, mưa nhiệt tình vào chứ, đó. Chưa quen hả? À, chưa có đồng đội mỗi một mình. Đấy, anh nào làm rể nghề tày thì dấm dần đi là vừa. Đây rồi, cao thủ ra rồi. Cao thủ vừa đổ bê tông xong. Ở phía ngoài này thì là khu vực mà mọi người sẽ gửi quà mừng tới cô dâu chú rể. Và đúng như mọi người chia sẻ thì ở đây là cũng tổ chức theo một cách rất là truyền thống. Đây cũng không có một cái hòm để đựng phong bao hay là những cái tờ phong bì, mà mọi người sẽ đến và ra tiền mặt trực tiếp luôn và sẽ được ghi chép vào sổ. Mình sẽ chờ một lúc để tới lượt của trao nhé. Mình rất thích tiết mục này, tiết mục mà mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Rồi rồi. Đã lên nhà đâu? Trời ơi, đổ bê tông. À, ghi sổ phải uống một chén à? Đội này đổ bê tông xong bây giờ mạnh thế. Bê tông đổ. Đổ bê tông xong mạnh thật. Anh Trường. Anh Trường Hà Nội. Này phải ghi chính xác số tiền đúng không? 1 triệu. Rồi, đã xong cái tiết mục mình yêu thích rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên nhà và Trao đang không biết làm nào để qua được cửa ải mời rượu đấy. Để xem mà may mắn thì lọt, còn không thì phải uống. May mắn thì lọt. Ôi giời, không lọt được à? Ôi giời. Không, qua cửa ải này phải uống rượu. À, cửa ải mỹ nhân này khó lọt lắm. Biết rồi Trao. Ở nhà mình đổ mà. Cạn đi, anh ơi. Ồ, không cạn được đâu, say lắm. Không cạn. Mình chưa đổ bê tông. Mình chưa đổ bê tông. Đi đổ bê tông đi xong ăn à, xong xong uống. Rồi, cảm ơn nha. Ok. Đây sẽ chờ nữa thôi các bạn ạ. Chờ. À đây. Bên này thì cô dâu chú rể sẽ đi mời rượu mừng. Trao thấy là có rượu hồng và một chút tiền nữa. Đấy, hai vợ chồng sẽ đi mời quan khách trong gia đình. Còn chưa hiểu cái tiền trên đó thì như nào. Ơ cái tiền này để làm gì anh? Mọi người kiểu mừng cho à, mừng trực tiếp ở đây hả? À. Mọi người sẽ mừng tiền trực tiếp trên cơi rượu của hai vợ chồng luôn. Một đôi vợ chồng trẻ năm nay chỉ có 18 đôi mươi thôi. Cuối cùng thì những mâm cỗ đã được dọn lên. Đây thì sinh hoạt nhà sàn nên là tất cả mọi hoạt động ăn uống sẽ diễn ra ở trên sàn nhà. Làm sao thấy cũng khá đặc biệt là mọi người không có dùng mâm mà sẽ dùng giấy báo để lót xuống thay cho mâm đó. Không cần mâm, chỉ cần giấy báo thôi, vừa nhanh tiện mà cũng
đỡ vất vả cho đội bếp núc. Đây, 16 món ăn. Phải công nhận rằng là đám cưới của người Tày phong cách ẩm thực cực kỳ đa dạng. Mâm cỗ rất là đầy đủ. Mười sáu món ăn quá là đặc sắc. Cũng giống như rất nhiều những đồng bào dân tộc khác thôi, khi mà hai bạn trẻ về chung một nhà thì sẽ có những chén rượu, những ly rượu mừng để gửi tới những vị khách mời, những người tới chung vui cùng đôi vợ chồng trẻ. Cháu rồi. Phía bên ngoài này đội tiếp rượu, lực lượng trẻ đã bổ sung thêm những lực lượng trung niên, những lực lượng dày dặn kinh nghiệm hơn để chiến đấu. Đấy, tôi thấy có cô đang cõng em bé ra tiếp rượu. Đó là bà nữa này. Đó. À, vẫn không thoát được. Ôi, ôi, trốn. trốn. Có lẽ là những đám cưới mà còn giữ được rất nhiều những nét truyền thống như đám cưới của em Ngọc ngày hôm nay thì có lẽ là ít khi các bạn bắt gặp. Ngày hôm nay thì thực sự là đối với bản thân Chao Chao cũng cảm thấy vừa bất ngờ và cũng cảm thấy rất là thích thú khi mà tới dự đám cưới em Ngọc, nhưng mà nó khác hoàn toàn so với những đám cưới mà mình đã từng biết, so với những cái cách tổ chức truyền thống mà từ trước đến giờ mà Chao đã từng tham gia những đám cưới, kể cả đám cưới miền xuôi hay đám cưới vùng cao. Nên đây là một đám cưới mà mình thấy rằng là mọi người rất là hiền lành, rất là không, nó không quá sôi động, nó không quá nhộn nhịp, nhưng mà có lẽ đấy là một trong những cái phong cách tổ chức đám cưới mà nó truyền thống và nó còn giữ được những cái bản sắc, một phần nào nó còn giữ được những cái bản sắc từ ngày xưa các cụ để lại. Cha nghĩ là vậy, nhưng mà mình lại thích cái điều đó, thích cái sự truyền thống đó. Khi mà được chứng kiến một cái đám cưới truyền thống thì chúng ta mới biết rằng ở trên vùng cao thì những cái giá trị truyền thống, giá trị văn hóa vẫn còn được lưu trữ, giữ gìn. Nếu mà chúng ta không đi thì chúng ta sẽ không biết được ở vùng cao thì người ta sẽ tổ chức đám cưới như thế nào, và đặc biệt là những người đồng bào dân tộc Tày ở khu vực Cao Bằng, Bảo Lạc, Cao Bằng. Bây giờ thì cha cũng sẽ ghép cho mình một mâm thôi. Đó, đấy, ngày hôm nay cũng không có quá nhiều bạn trẻ, không có nhiều thanh niên cho lắm, rồi mình ngồi cùng các anh các chị đi. Cho em ghép mâm với nhá. Đủ người chưa ạ? À, chưa đủ à? Thế để em ghép. Đang chờ ấy. Đang chờ để đủ là mình chiến thôi đúng không? Đây, thì chúng ta sẽ ghép vào đây đi. Mình ở đây là mâm mấy nhỉ? 2, 4, 6, mâm 8 à? Mâm 8 à cô? Một người nè. À đây, còn một người đấy rồi. Đây, một người đây rồi. Đây, chúng ta cùng mở bát đi nhỉ? Đây gọi là mở bát rồi anh. Mở thức ăn đi. May quá, có mâm đang thiếu đúng 2 người nên là mình ghép được thành tròn một mâm luôn. Wow, khẩu nhục. Làm những cái này thêm chít nhỉ. Đó. Làm mấy phát đấy, tí non không? Rồi, cầm nâng một chén này. Rồi, tí non nâng một chén à. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Dạ. À, rượu ngon anh ạ. Nha. Rượu ngon quá. Rồi, cảm ơn anh nhá. Dạ. Rồi cuối cùng thì cha cũng được uống rượu mừng của cô dâu chú rể. Ngày hôm nay em Ngọc xinh quá. Anh xin, cảm ơn em. Dạ.
Vâng, uống chén rượu hồng đi mọi người ơi. Chúc mừng hạnh phúc hai vợ chồng nhá. Chúc mừng hạnh phúc hai em. À, đúng là rượu hồng ngon quá. Phong cách ăn cỗ ở đây cũng khá là thú vị, nhưng mà mọi người sẽ thay phiên nhau để gắp thức ăn cho những người xung quanh luôn đó. Mỗi món ăn thì mọi người sẽ thay phiên nhau để không, cái này hay mà lạ, nhưng mà công nhận là cỗ ngon. Cái xôi này rất là ngon, cái xôi này được trộn với cái vừng đen ăn thơm ngon lắm. Nói chung là món nào trao rồi cũng thích. Là mình đi vùng cao nhiều, sắp thành nghiện rượu. Dạo này uống rượu thấy về dễ vào. Sau khi bữa cơm gần kết thúc thì gia đình có thêm những vị khách mới. Đó, và bây giờ thì cô dâu chú rể sẽ làm một cái lễ nhỏ trước bàn thờ gia tiên để chính thức thành đôi vợ chồng. Trong nghi lễ đám cưới của người Tày thì thầy cũng có rất nhiều những công đoạn khác nhau. Đó, thì bây giờ cơm nước xong thì mọi người lại tiếp tục ngồi uống nước, trò chuyện. Ở phía bên trên thì bác thầy cũng đang báo cáo tổ tiên. Và đám cưới thì sẽ diễn ra đến đêm. Hoạt động ăn uống, vui chơi, giải trí sẽ diễn ra đến đêm. Và theo như chia sẻ của mọi người thì là như vậy. Một cái xe máy. Hai. Một con trâu. Ba. Một bộ bàn ghế gỗ. Bốn. Một tủ quần áo gỗ. Sáu. Một giường gỗ. Bảy. Một tủ lạnh. 8, 6 cây vải, 9, 1 chục bát to, 10, 1 chục bát nhỏ, 11, 2 chục đĩa, 12, 1 máy giặt, 13, 2 chậu nhôm, 14, 1 cái đệm, 15, 2 chăn lông, 16, 2 màn thổ cẩm, 17, 1 bộ nồi nấu rượu, 18, 1 nồi gang, 19, 1 cái siêu, 20, 1 bộ là... chén, tất cả những 21, của hồi môn mà một bộ ly, của cô dâu 22, chú rể. Có vẻ danh sách này khá là dài các bạn ạ. 23, một cái kiềng. 24, một cái chảo. 25, một đôi xả. 26, một màn cửa. 27, hai màn treo. 28, một chiếu trúc. Rất nhiều cổ hồi môn. 29, 10 triệu, 10 triệu đồng chắn. Ha lớn, lũng pa ha, tá tài sùng. 1, 1 bộ bàn ghế. 2, 1 chăn lông. 3, 1 chiếu trước. 4, 1 chậu nhôm. 5, một nồi gang. 6, một mâm nhôm. 7, một chục bát to. 8, một chục bát nhỏ. Vậy là đây là
mọi người đang công khai số của hồi môn mà cô dâu chú rể được nhận. Tôi thấy danh sách cực kỳ dài luôn, và như vậy thì cũng có thể là đủ cho một đôi vợ chồng trẻ sử dụng trong một thời gian tương đối dài. Các bạn thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta cũng đã được chứng kiến một đám cưới của người đồng bào dân tộc Tày ở khu vực Cao Bằng, và một đám cưới còn giữ được rất nhiều những nét truyền thống và cũng khá là thú vị và đặc biệt. Ngày mai thì có lẽ là cha cũng có thể ghi hình được đến giai đoạn này thôi. Đám cưới sẽ còn diễn ra đến khoảng chiều, tối, thậm chí là đêm nữa, vì gia đình còn rất nhiều khách mời ở những nơi xa đến nữa. Có lẽ là mình cũng không thể nào mà ghi hình hết được hoàn toàn 100% những gì diễn ra trong một đám cưới được, nhưng mà cũng hy vọng là thông qua tập phim ngày hôm nay thì mọi người cũng có thêm một phần nào hiểu biết về đời sống của những người đồng bào dân tộc vùng cao, đặc biệt là những người đồng bào dân tộc Tày ở khu vực huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Một lần nữa thì cha rất là cảm ơn quý khán giả đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng kênh YouTube Cha Vlog. Bây giờ thì cha xin phép dừng máy tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những chuyến hành trình tiếp theo.